Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của Tú nhé. Đây, lưu ý cho anh trước khi dùng cân đấy, thì đầu tiên đấy là cân nó phải chắc chắn. Đấy, hôm nay đều bốn chân, tí ấp, bác hạ xuống nhá, bác đùn ra, bác ấy xong bác phải day cho cháu này. Đấy, ok chưa? Xong bắt đầu là em đây, em thao tác cái này, em rút ra, rút thì rút vào đây, cầm đây rút. Đúng rồi, cầm giữ chặt đấy, rút chặt ra, rút thẳng ra. Rút thẳng ạ. Đấy, nhìn cái rãnh không? Đấy, nhìn cái rãnh đi. Đấy, cắm vào. Rồi, xong bắt đầu là không phải xoáy đâu, không phải xoáy đâu. Em quay ngược lại, xong bắt đầu là bật công tắc bên cạnh. Tắt đi khởi động lại. Cái lúc mà này thì không ai động vào cân bác nhá, bật lên. Đó. Rồi, cái lúc này để nguyên cho nó khởi động xong cân nó bắt đầu mới lùi lợn. Mới cho cái này vào này. Rút điện ra cho đồ đạc vào. Đó. Đây là toàn bộ là ống 3427 bác đặt riêng. Đó. Đấy, ly tư. Đó. Đấy, như thế này bắt đầu cân được rồi. Đây bốn bánh đặt đo bậc đen. Không dùng bánh thường. Không bánh bím. Cứ thế là thôi rồi. Bác sử dụng đi, bác đứng lên xong rồi. Bác ơi bật lên, bác bật lên đi. Một thời gian mà nó bị mà không lên ấy, lấy cái PRC7 của sửa xe máy xịt vào công tắc cho anh. Tại vì nhà mình lâu ngày sử dụng giống như công tắc xe máy kia. Nó sẽ bị thế. Rồi khi là xong ấy thì đây là để nguyên, bác để nguyên. Khi được khởi động xong thì là số 0 hiện lên. Điểm 0 bao giờ điểm này phải hiện lên. Đấy, đây nó nghỉ cân. Đó, lên điểm 0, hai số 0 và kg. Từ lớn sang đơn vị là pound, đơn vị của Mỹ. Mình đơn vị quốc tế Việt Nam. Bây giờ muốn cài đặt chế độ cân động vật ấy thì ấn phím F, khi nào đến H1 H2 dừng lại, sau đó ấn T chuyển H2, đúng không, ấn P đỏ 2 lần. Đó, bắt đầu là xong. Lần sau không phải cài đặt nữa, nếu không hai số không nhấp nháy rồi không được. Ghi luôn cái này vào để không, tí nữa cháu up lên clip cho là nhà mình xong. Không, lần trước từ gần đến gần điện thử kia đây bác. Bác lên kiểm tra, bây giờ là đứng đằng này với đằng này nó phải bằng cân nhau, để nguyên. Bác đứng ở đằng này với đằng này. Đấy, kiểm tra cơ cân trước. 75 cân rưỡi, sang bên này bác phải đứng như thế. Nó phải bằng cân nhau em nhé. Thì cân nó hoạt động bình thường. Đấy, chứ không bên này nó liệt một cái thì bên này nó lệch cân ngay, hiểu chưa? Đấy, trước lúc kiểm tra cân muốn kiểm tra là kiểm tra kiểu đấy đây. Vâng. Đấy, như thế là xong. Bác lấy cán ra cân thử. Cân hẳn 2 bao bê cho bác đi nha. Em ơi, quay bê cho bác đi. Đấy, cẩn thận. Rồi, cứ để giữa. Rồi, từ từ đã. 25 cân, tròn. Đặt vào lưỡi. Thế rồi. 50 cân, đây này là 25 cân 2 lạng rồi. Cám này, cám 25 cân 2 lạng vào. Nó giả bì, nó đã giả bì đấy. Ok, chào các bạn nhé.